Còn bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi đi du lịch trong tiểu mục Cà phê đời sống để đến với cuộc sống của một cộng đồng dân tộc ở tại Việt Nam, được biết đến là tác giả của trường ca Đẻ đất đẻ nước. Và dân tộc Mường là một dân tộc có rất là nhiều những cái giá trị văn hóa truyền thống. Các bạn có thể thấy là người dân tộc Mường tập trung chủ yếu nhiều nhất ở tại Hòa Bình với trên 42% dân số, và tiếp theo là các tỉnh như là Thanh Hóa và một số tỉnh ở miền núi phía Bắc. Tuy nhiên là cái tỷ lệ này thì không nhiều, bởi vì là người Mường là người định canh định cư cho nên là cuộc sống của họ khá ổn định, và theo đó văn hóa của họ cũng có rất nhiều nét thú vị. Năm 2019 thì tôi có dịp tham quan một cái lễ hội văn hóa của cộng đồng dân tộc Mường và rất là ấn tượng trước một cái sản vật, đó là mâm cổ lá với rất là nhiều những cái thức ăn ngon được bày trên mâm cổ lá đó. Và cùng với sự phát triển về văn hóa của người dân tộc Mường qua rất là nhiều thời đại, tuy nhiên những cái nét văn hóa truyền thống thì vẫn còn giữ được. Và nếu như mà chúng ta không thạo về những cái dân tộc Việt Nam thì chắc chắn cũng đều biết đến là ở nếp nương, xôi nếp nương Hòa Bình là một trong những cái sản vật của vùng đất nơi đây. Xôi nếp nương này được nấu từ một loại gạo nếp nương nổi tiếng. Gạo nếp nương được phân biệt với các loại khác như là hạt mẩy dài, còn gạo nếp thường thì thường là tròn mập. Và khi nấu xôi nếp nương sẽ thơm và có độ dẻo mịn và ăn có độ ngọt nhất định. Và đến với miền đất Hòa Bình thì chắc chắn là không thể nào bỏ qua được món xôi nếp nương này rồi. Và hãy cùng dành một buổi sáng thứ tư để đi du lịch qua màn ảnh nhỏ, để đến với Hòa Bình, đến với văn hóa của người dân tộc Mường và đến với món ăn xôi nếp nương độc đáo ở tại đây quý vị nhé. Xôi nếp nương của bà con dân tộc Mường vốn nổi tiếng dẻo thơm. Thực khách mỗi lần được thưởng thức món ăn này đều nhớ mãi. Quy trình để nấu ra món ăn bình dị này tưởng như rất dễ, nhưng lại vô cùng tỉ mỉ, đòi hỏi người làm phải có sự tinh tế, thận trọng. Gạo nấu xôi ngon nhất là loại nếp nương hạt to, dài. Gạo vo sạch và ngâm riêng trong nước màu của các loại cây đã được chế biến. Sau đó gạo được đãi lại, để ráo, rồi để riêng mỗi màu một góc, trong chõ đổ xôi và đồ lên trong khoảng hơn một giờ, sẽ được một chõ xôi sắc màu, thơm ngon và đẹp mắt. Đây là lá màu đỏ, xong cho gạo vào, ngâm qua một đêm thì lá xôi sẽ ra màu đỏ như thế này ạ. Còn đây là lá màu tím, cho gạo vào ngâm qua một đêm thì cơm xôi sẽ ra màu tím ạ. Ta sẽ cho màu trắng vào trước. Khi màu trắng đã được thì ta sẽ cho màu đỏ ạ. Khi màu đỏ đã xong mình ta sẽ cho màu tím vào. Công đoạn đã làm xong thì chúng ta sẽ cho lên bếp để đồ xôi. Sau khi thực hiện xong các công đoạn, chõ xôi sẽ được đặt lên bếp lửa để đồ chín. Dưới ngọn lửa hồng của củi rừng Tây Bắc, xôi tỏa ra hương thơm đặc trưng của loại nếp nương. Đến khi đã cảm nhận được hương vị thơm phức lòng người của nếp nương từ chõ xôi là lúc xôi đã chín. Nhìn hạt nếp ta thấy bóng mẩy, nở căng, cho thấy xôi đã đạt được tiêu chuẩn về mặt hình thức. Món xôi nếp nương người Mường thì mình thấy là thực sự là một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời ấy. Mình đi rất nhiều nơi rồi, nhưng mà riêng cái nếp nương của người Mường nó có cái hạt nếp rất là to. Hạt nếp to và dài và rất là sóng, nó khác hẳn với những hạt nếp nương ở những vùng khác. Xôi nếp nương ở đây thì cái vị của nó rất là bùi, ngậy, hạt nó bóng, nó cái màu sắc nó rất là tự nhiên từ cái lá cẩm. Và em thấy là từ cái lá cẩm ở đây thì nó khác với cả ở nơi khác hay sao, cái màu nó lên rất là kiểu hồng hồng, chứ nó không phải là cái màu tím như kiểu lá cẩm bình thường. Khách du lịch khi ghé Hòa Bình thường mua những gói xôi nóng hổi của người dân tộc để mang đi đường ăn cho ấm bụng. Trong cái xe xe lạnh của vùng núi Tây Bắc, khách sẽ khó lòng quên được hương vị dẻo thơm, hấp dẫn của xôi nếp nương. Bởi vậy, kết thúc mỗi hành trình du lịch, gạo nếp nương đặc sản đã trở thành món quà đại diện cho sản vật vùng miền, theo chân du khách về xuôi.